Hello mọi người, xin chào mọi người đã quay lại kênh của Hiếu Phong Official nha. Thì hiện tại á, mấy bữa nay mình không ra video được đó là do mình có một số vấn đề không thể quay với mọi, không thể quay cho mọi người xem được. Mình cũng không tiện nói ra nữa mọi người ơi. Giờ này mình rất là buồn và stress luôn. Tại vì hồi đó mình có một số vấn đề mình không nói được đâu. Chị là cũng khó nói đó mọi người. Kiểu như hồi đó mình quen Phong á, không có lo gì trơn á. Tường ngày mà xong rồi nhiều thứ để nói đó, mọi người ơi. Rồi hẳn hả, dạo này tụi mình gặp khó khăn về tiền bạc nữa. Xong rồi cái hồi sáng á mọi người, mình đi chợ, xong rồi mình đi mua đồ, mình mua thức ăn, rồi mình mua đồ ăn cho ăn xô, mỡ, coca, mua thịt, mua dép nữa, xong rồi nói chung là mua rất là nhiều đồ luôn. Xong rồi hả, mình về tới cái hiệp á, nó chặn mình, có mấy thằng giang hồ nó chặn mình, nó lấy xe mình đó mọi người. Công sức của Phong, xe của Phong mọi người, chứ không phải xe mình, giờ mình không dám luôn á, không dám nói cho Phong biết luôn, rồi mình cũng biết làm sao á. Đó là lý do tại sao hai ngày nay mình không thể ra video cho mọi người xem được, nên mong mọi người thông cảm cho mình nha. Thì trước tiên vào video á, thì mong các bạn sẽ like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình nhiều hơn, để tụi mình có cái động lực mà để qua video nhiều hơn cho mọi người. Tại vì dạo này tụi mình rất là nản trong việc làm việc luôn, không hiểu tại sao nữa. Thì á, bây giờ mất xe rồi, Phong cũng không biết nữa. Bây giờ mình sẽ kêu Phong vô để nói chuyện mọi người, xem phản ứng của Phong như thế nào. Tại vì dạo gần đây á, mình ít nói chuyện với ai lắm, trong nhà mình cũng không nói chuyện với ai nữa. Mình chỉ cho ăn, cho ăn xuống ăn, rồi mình ngủ, rồi mình tắm rửa, rồi mình ngủ sớm. Giờ này mình rất là ngủ sớm, mình cũng không biết kể chuyện với ai đó. Dạo này mình thật sự với mọi người là mình rất là buồn luôn, mình không hiểu tại sao. Nên chỉ mong mọi người á, là gì đó là nhớ subscribe và xem video thường xuyên với mình nha, giữ tương tác với mình thường xuyên nữa. Mình rất là hạnh phúc khi có mọi người bên cạnh. Và mọi người ơi, video này á, mình muốn nói với mọi người á, là mình bị xiết xe mọi người. Không hiểu nữa. Đợt trước á, mình có mượn tiền để sang sẻ, để cho Phong trả nợ. Nhưng mà mình không hiểu sao mà mình nó đòi nhanh vậy, mình trả gần hết nữa rồi, cái nó không cho mình nữa. Nó không cho mình dạng như là nó muốn đòi liền mọi người, mình cũng không biết làm sao hết. Nên bây giờ mình cũng kể cho mọi người, mình bị xiết xe mọi người. Xong rồi tại vì do được trước á, mình có mượn tiền để trả nợ cho mình, là trả nợ một số cho Phong mượn tiền nữa. Nên bây giờ hồi mình kể cho mọi người rồi đó, nó xiết xe mình, nó nói là không là nó sẽ xiết nhà luôn. Mà nhà mình đâu phải nhà của mình đâu mọi người, nhà của Phong. Giờ mình không biết sao, mình không dám kể cho Phong nghe mọi người. Chắc lát nữa mình kêu Phong vô để mình hỏi xem phản ứng của Phong như thế nào nha mọi người. Mình cũng thật sự rất là buồn, nên hôm nay mình không có tâm trạng ra video cho mọi người xem luôn á. Nói thiệt luôn, thật sự trong lòng mình rất là ấm ức mọi người. Tại sao hồi đó mình ngu, mình dạy khờ đến vậy. Thì bây giờ mọi người nhớ follow Instagram của mình nè, Instagram của Phong nè, để cập nhật những hình ảnh của tụi mình nha. Và những thường xuyên tụi mình hay cãi lộn, đánh lộn nhau trên đó rất là nhiều luôn. Mọi người có thể lên để xem hoặc lưu video về, để hôm nào mọi người buồn buồn, mọi người coi là sẽ tấu hài rất là nhiều. Nên mong mọi người ủng hộ tụi mình rất nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ gọi Phong vô nha, để xem phản ứng của Phong như thế nào nha mọi người. Mình rất là buồn luôn á. A few moments later. Anh ơi, em vô em nói nghe nè. Gì vậy? Hôm nay em giấu anh á. Nói gì vậy? Nói vô đây nè. Hôm nay có nhiều chuyện á, em không có làm giết được á. Chuyện gì vậy? Hơi buồn xíu. Chuyện gì vậy? Nhiều chuyện nói lắm, em nói không được đâu. Thôi. Hả? Nói đi, chuyện gì? Nhiều chuyện phức tạp lắm. Chưa có nói không? Hả? Cứ nói gì chịu tạm hoài hỏi cứ nói không? Là được trước đó thiếu nợ, rồi em đưa cho tiền cho anh xây sở. Thiếu nợ gì? Trước em thiếu nợ. Rồi sao? Rồi em mượn tiền em hồ á.
đi vậy? Hả? Đi. Mượn tiền em trả nợ. Chưa trả chưa? Mượn nhiêu? Em mượn có 10 triệu à. Em trả nó 5 nợ triệu. Ai nhiều 10 triệu vậy? Em mượn mấy người giang hồ á. Ý là nợ ai mà mượn có tặng 10 triệu? Mượn người ta. Mượn là làm gì mà 10 triệu giờ em đi mượn tiền giang hồ? Ủa thì mượn để cho anh sẽ sống sống đó. Chết chứ ta sẽ sống là mượn tiền mày 10 triệu sao mượn có mấy trăm ngàn. Mượn mấy trăm ngàn cũng là dễ sợ cũng sống rồi. Xong rồi á em mấy triệu kia làm gì thấy đâu. Mấy triệu kia để ăn có gì. Mấy triệu còn lại đâu. Mấy triệu còn lại là mấy tháng trước ăn đó. Ăn trời ơi trời. Tiền mượn giống như tiền gì đó lấy thì ăn uống. Trời sao biết đâu. Ghê được sao. Rồi sao? Mày trả nó chưa? Trả nó 1 triệu à. Mày nó chịu em làm trả. Nó tội gì? Nhưng mà... Tội gì khi nào? Em sợ lắm. Sợ cái gì? Chiếc xe rồi. Xe ai? Xe gì? Có xe được xiếc? Xe của anh à. Nói thiệt. Có 5 triệu mà xiết xe, xiết nhà chờ trời ơi. Nói nào nó trả. Nó nào mà trả hết tiền á, tao mới không được học lương, tao mới đưa xe, còn không là tao đưa xe luôn, tao bán luôn. Nói giời, tết nó tiền. Em có biết đâu, anh nó ngồi, em tính qua tết trả cho nó luôn. Thì vậy em cũng biết tính sao? Tính cho nó xiết nhà luôn chứ sao? Điên hả? Điên có 5 triệu xiết nhà bị điên hả? Bây giờ có tết coi là lại thôi. Lấy tiền đi đỡ đi. Tiền gì? Tiền bữa đó mệt. Đi dành đó. Đưa 5 triệu đi. Mệt. Có lần này cứ thôi á. Hai thứ gì đó không là xiết nhà luôn. Thì đó thì lần này tao đưa 5 triệu cho trả nợ. Là không có lần sau nữa chưa. Không mượn tào lao nữa biết không? Điên hả? Có gì nói chuyện anh tới điện thì mượn tào lao vậy. Đụng qua đụng điên hồ. Xàm mà. Quá hiền quá. Nói là mày là đưa 5 triệu đi trả nó nha. Không có lần sau nữa. Bội. Tốt chứ không có tiền. Giật đâu nữa. Cô ca giờ lỡ rồi sao? Tôi nói là xiết nhà thằng ta. Anh đưa cho em 5 triệu trả cho nó. Lấy chiếc xe cho anh. Có nghi không? Không. Ủa là sao? Em sợ gặp nó á. Ủa mình đi đưa tiền cho nó chứ mình đi làm cái gì? Giờ lát nữa em dắt anh đi trả nó 5 triệu. Anh lấy chiếc xe em bới lại anh cho em biết nha. Quay lấy tiền sợ phí luôn nha, tết chắc là đủ tiền á. Phá tiền thì vừa nha. Thầy anh tự đi lấy vậy, em không biết đâu. Thì đưa số điện thoại nói cho tao. Em không có số điện thoại luôn. Ủa chứ là sẽ lấy chiếc xe lại. Điên hả? Xe đi tết chụp. Rồi giờ sao? Gì vậy? Thái độ gì vậy? Gì đó. Lấy tiền xài phung phí, bây giờ bắt tôi trả nợ cũng thay đổi vậy đúng không? Đúng không? Ừ. Đúng rồi, chịu luôn á. Giỡn, giỡn, giỡn chó luôn. Giỡn, nè, nè, nè. Mọi người ơi, mình cho mình diễn hay không mọi người? Giỡn. Chứ đó giờ em có mượn nợ ai đâu. Có. Mọi người thấy mình diễn xuống không? Làm diễn viên chuyên nghiệp. Xém nữa đưa mày 5 triệu mày đi phá nữa. Trời ơi. Tao ngồi mà nãy mình diễn á mọi người mà mình cười không? Mọi người cười cười cũng xỉu. Thôi bà mọi người nha. Hẹn mọi người sao? Ê. Thôi bà mọi người nhớ like share và subscribe ủng hộ tụi mình nha.